Thưa quý vị, những bước tiến Nga đạt được trên chiến trường đã buộc Ukraine phải áp dụng thế phòng thủ chặt chẽ hơn. Sau khi không tái chiếm được các khu vực rộng lớn ở phía Nam theo kế hoạch, Tổng thống Zelensky đã yêu cầu quân đội xây dựng các công sự mới dọc theo chiến tuyến dài 1.000 cây số. Sau nhiều tuần giao tranh tại khu vực Kherson, Vanja, một binh sĩ Ukraine thuộc đơn vị trinh sát chiến đấu cùng với lính thủy đánh bộ ở bờ đông sông Dnipro, miền nam Ukraine cho biết tình hình rất tồi tệ. Đánh giá này được đưa ra sau nhiều tháng, quân đội Ukraine tiến hành cuộc tấn công táo bạo vào mùa thu năm 2023 nhằm thiết lập đầu cầu đổ bộ nằm sâu trong vùng do Nga kiểm soát ở Kherson, phía nam. Nhưng sự kiểm soát của các binh sĩ Ukraine ở các cứ điểm trên sông Dnipro đang bị đe dọa. Vị trí của họ trên địa hình đầm lầy và trong các chiến hào rất nông, dễ bị ngập lụt. Thời tiết giá lạnh cũng làm chậm hoạt động chiến đấu, khiến họ không có thời gian để nghỉ ngơi. Binh sĩ Vanja dẫn một số nguồn tin cho biết quân đội Ukraine đang phải chịu thương vong nặng nề, trong khi lợi thế về quân số của Nga đông gấp 4 đến 5 lần. Thách thức tiếp theo với Ukraine là vấn đề hậu cần. Do Ukraine phải vượt sông bằng những chiếc thuyền nhỏ để cơ động hơn và không dễ bị phát hiện, nên họ không thể vận chuyển những loại vũ khí lớn hơn và nguy hiểm hơn. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một vị trí mà từ đó quân đội Ukraine có thể tiến hành các cuộc tấn công mới sâu hơn vào lãnh thổ do Nga kiểm soát. Nhưng triển vọng này ngày càng có ít khả năng xảy ra. Trong những tuần gần đây, nhiều blogger quân sự của Nga và các nhà phân tích phương Tây nói rằng lực lượng Nga đã giành lại một số cứ điểm ở bờ đông. Nhưng câu hỏi đặt ra là Ukraine nên phòng thủ ở mức độ nào để đạt hiệu quả an toàn trong bối cảnh cuộc chiến đang bước sang năm thứ ba. Đây không chỉ là câu hỏi dành cho các binh sĩ đồn trú trên sông Dnipro, mà còn đối với toàn bộ quân đội Ukraine và tổng tư lệnh của nước này. Theo giới phân tích, triển vọng quân sự của Ukraine dường như đang mở nhạt. Kiev đã từ bỏ hy vọng giành được một chiến thắng nhanh chóng, thay vào đó chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến tiêu hào kéo dài. Một số quan chức cho biết cả Nga và Ukraine có rất ít triển vọng đạt được bước tiến đột phá lớn trong năm 2024. Thực tế này cũng được Kiev thừa nhận, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi đầu tháng 12 năm 2023 tuyên bố rằng một giai đoạn mới đã bắt đầu. Sau khi không tái chiếm được các khu vực rộng lớn ở phía nam theo kế hoạch, Tổng thống Zelensky đã yêu cầu quân đội xây dựng các công sự mới dọc theo chiến tuyến dài 1.000 km, báo hiệu sự chuyển đổi từ thế tấn công sang phòng thủ. Các quan chức phương Tây cho rằng chiến lược phòng thủ tích cực giữa các tuyến phòng thủ đồng thời thăm dò điểm yếu của đối phương để tấn công bằng các cuộc không kích tầm xa, sẽ cho phép Ukraine củng cố lực lượng trong năm 2024 và chuẩn bị cho năm 2025 khi có cơ hội phản công tốt hơn. Nhưng có một số yếu tố có thể tác động tới kết quả của chiến lược này. Nổi bật trong số đó là sự thiếu ổn định liên quan đến sự hỗ trợ của phương Tây, trong đó có cả đạn dược. Vẫn chưa rõ liệu phương Tây có thể giữ vững cam kết ủng hộ Ukraine hay không, và nếu có thì ở mức độ nào mối lo ngại lớn nhất nằm ở Washington khi Nhà Trắng công bố gói viện trợ quân sự cuối cùng cho Ukraine trong năm 2023. Mặc dù nhiều quốc gia châu Âu, trong đó có cả Anh và Đức, đang cung cấp sự hỗ trợ về tài chính, nhưng Mỹ vẫn là nước viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine. Hiện các thành viên Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội Mỹ vẫn chưa chấp nhận gói viện trợ bổ sung cho Ukraine do những tranh cãi liên quan đến vấn đề an ninh biên giới. Theo giới quan sát, ngay cả khi Nhà Trắng đạt được thỏa thuận với Quốc hội để tăng cường viện trợ cho Ukraine, thì điều này cũng khó có thể mang lại bước nhảy vọt về năng lực và công nghệ cho phép Ukraine giành được lợi thế một cách quyết định. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo Nga đã dự trữ tên lửa cho mùa đông và đang lên kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công lớn nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng hay các cơ sở sản xuất vũ khí của Ukraine. Những bước tiến Nga đạt được trên chiến trường đã buộc Ukraine phải áp dụng thế phòng thủ chặt chẽ hơn, một chiến lược mà các đối tác mạnh mẽ nhất của Kiev đều ủng hộ thay vì tấn công trên bộ, trọng tâm của Ukraine sẽ là giữ vững những vùng lãnh thổ hiện có, củng cố các vị trí phòng thủ và bổ sung các nguồn lực trong những tháng tới. Thời gian gần đây, Nga được cho là đã tiếp nhận thêm nhiều đạn pháo và tên lửa từ các nước đối tác, song song với việc tăng cường sản xuất vũ khí đạn dược. Theo đánh giá của các chuyên gia, điều này đã khiến họ có được vị trí tốt hơn so với trước đây, sau khi chịu tổn thất lớn trong cuộc chiến giành Bakhmut năm 2023 nhưng liệu Nga có thành công hay không vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp. Ông Zagorodniyut, cựu bộ trưởng quốc phòng Ukraine cho rằng thời tiết giá lạnh chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của quân đội Nga, nhưng không hoàn toàn ngăn chặn được các cuộc tấn công của đối phương. Vì thế, bước đi phù hợp đối với Ukraine sẽ là chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ các vùng lãnh thổ của họ. Theo tình báo Mỹ, tình trạng bế tắc có thể mang lại lợi ích cho Moscow và Tổng thống Putin dường như đặt cực rằng sự bê tắc sẽ làm suy yếu sự hỗ trợ của phương Tây và cuối cùng giúp Nga chiếm ưu thế. Thưa quý vị, các cuộc tấn công thành công của Ukraine nhắm vào hạm đội Biển Đen của Nga đã giúp xuất khẩu ngũ cốc của Kiev tăng lên mức cao nhất kể từ khi Moscow vào triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2 năm 2022. Một bản cập nhật tình báo do Bộ Quốc phòng Anh đăng tải trên mạng xã hội X ngày 22 tháng 1 cho rằng Ukraine đã thiết lập tuyến đường vận chuyển hiệu quả trên biển Đen bất chấp cuộc xung đột vẫn đang diễn ra. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV và tên lửa của Ukraine đã đạt được bước tiến lớn trong việc nhắm vào các mục tiêu ở bán đảo Crimea. Ukraine là một trong những nhà cung cấp nông sản lớn nhất thế giới, bao gồm dầu hướng dương, lúa mạch, ngô và lúa mì. Bộ Quốc phòng Anh cho biết, xuất khẩu trong tháng 12 năm 2023 của Ukraine đã vượt mức đạt được trong sáng kiến ngũ cốc biển đen, một thỏa thuận giữa Ukraine, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ do Liên Hợp Quốc làm trung gian và khói hiệu lực từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023. Các cảng của Ukraine đã xuất khẩu nhiều sản phẩm nông nghiệp vào tháng 12 năm 2023 hơn bất kỳ thời điểm nào khác kể từ khi xung đột nổ ra. Ukraine đã ngăn phần lớn hạm đội Biển Đen của Nga hoạt động ở phía Tây Biển Đen, bản cập nhật của Bộ Quốc phòng Anh cho hay. Tuyến đường xuất khẩu này rất quan trọng về lâu dài, đối với cả doanh thu xuất khẩu của Ukraine, cũng như cho thấy cả hai bên đã đình chỉ các cuộc tấn công vào tuyến đường vận tải dân sự, mở đường cho việc giảm thiểu rủi ro và tăng cường hoạt động thương mại cho tất cả các quốc gia ở vùng Biển Đen, báo cáo cho biết thêm. Trong thời gian gần đây của cuộc xung đột, xoái hạm Moscow của hạm đội Biển Đen đã bị phá hủy. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharp ước tính, Nga đã mất 20% số tàu trong hạm đội Biển Đen trong vòng 4 tháng, các chuyên gia thân cận với Bộ Quốc phòng Ukraine nói với Newsweek rằng Ukraine có mục tiêu phi quân sự hóa hạm đội Biển Đen của Nga. Đây là một phần trong chiến lược của Ukraine nhằm giành lại bán đảo Crimea. Thành công của Ukraine trong việc tăng cường xuất khẩu qua Biển Đen là một điều trái ngược với những dự đoán rằng sáng kiến của cốc Biển Đen kết thúc sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho Kiev. Tuy nhiên, đã có những dấu hiệu cho thấy thỏa thuận này có thể được phục hồi khi đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vào tuần trước rằng một số cuộc đàm phán nhất định đã bắt đầu. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc tiếp tục thỏa thuận ngũ cốc không còn lợi ích gì vì nó không phục vụ được mục đích nhân đạo ban đầu. Đồng thời, ông khẳng định rằng Moscow có khả năng tự thay thế ngũ cốc của Ukraine. Tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 22 tháng 1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố nước này sẽ bác bỏ bất kỳ kế hoạch hòa bình nào do Ukraine và phương Tây đề xuất. Trong khi đó, Trung Quốc cảnh báo sự hỗn loạn toàn cầu hơn nữa có thể ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu cuộc họp do nga đề xuất nhằm phản đối việc phương tây tiếp tục viện trợ quân sự cho ukraine theo ngoại trưởng sergei lavrov nga luôn sẵn sàng đàm phán hòa bình song các kế hoạch do ukraine và phương tây đưa ra chỉ là cái cớ để kéo dài cuộc xung đột với nga và sẽ không thể dẫn đến kết quả ông lavrov đồng thời yêu cầu phương tây cân nhắc kỹ lưỡng lập trường của nga trong việc giải quyết cuộc xung đột ở ukraine Phó đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood đã bác bỏ lập luận của Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng xung đột chỉ có thể kết thúc nếu Nga rút binh sĩ ra khỏi Ukraine. Theo đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân, quốc tế cần phải gia tăng nỗ lực để ngăn chặn khủng hoảng Ukraine vào thời điểm xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas tại giải Gaza lan rộng và một số điểm nóng có nguy cơ bùng phát. Ukraine bắn hạ hàng chục tên lửa hành trình và đạn đạo Nga Ukraine tuyên bố hệ thống phòng không đã bắn hạ 21 trên 41 tên lửa Nga trên khắp đất nước và báo cáo rằng các cuộc tấn công của Moscow vào Kiev và Kharkov gây nhiều tổn thất về người. Theo hãng tin Reuters và AFP, ngày 23 tháng 1, Nga bị cáo buộc thực hiện đòn không kích lớn trong đêm vào Ukraine bằng hàng chục tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và tên lửa phòng không. Trong đó, tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluni cho biết hệ thống phòng không nước này đã hạ 15 tên lửa hành trình, 5 tên lửa đạn đạo và một tên lửa dẫn đường KH-59. Ukraine cũng ghi nhận ít nhất 4 người không qua khỏi và 60 người bị thương từ các đòn không kích của lực lượng Nga. Hai thành phố Kharkov và Kiev là mục tiêu chính trong các cuộc không kích vào sáng sớm 23 tháng 1. Tại Kharkov, thống đốc Oleg Sineubov cho biết 30 tòa nhà chung cư đã bị hư hại, ít nhất 3 người không qua khỏi và 42 người khác bị thương. Các nhân viên cứu hộ vẫn đang đào bới đống đổ nát để tìm kiếm những người sống sót. Ở Kiev, các báo cáo cho biết có 20 người bị thương, trong đó có 3 trẻ em, ít nhất 3 quận ở thành phố. Một số căn hộ và công trình khác đã bốc cháy. Tại thành phố Paloras, vùng Dnipro, phía đông nam Ukraine cũng ghi nhận một người không qua khỏi. Còn ở vùng Sumy ở phía bắc, các quan chức cũng báo cáo cơ sở hạ tầng quan trọng đã bị hư hại do một cuộc tấn công bằng tên lửa vào thành phố Srokka. Ukraine đã nhiều lần kêu gọi các đối tác phương Tây cung cấp cho nước này số lượng lớn hơn các hệ thống phòng không tiên tiến để đối phó với lực lượng Nga. Viết trên Telegram, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine ông Andriy Zemak tuyên bố các hành động tấn công của Nga chỉ có thể được ngăn chặn bằng vũ lực. Ngày 23 tháng 1, khi được hỏi liệu đây có phải là phản ứng của Moscow với cuộc pháo kích mà phía Nga cho là do Ukraine thực hiện vào Donetsk hôm 21 tháng 1 hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, không, bạn không thể nói như vậy. Chúng tôi đang tiếp tục hoạt động quân sự đặc biệt và quân đội của chúng tôi không tấn công các cơ sở xã hội, khu dân cư và không tấn công dân thường, không như chế độ Kiev. Trước đó vào hôm 21 tháng 1, Nga cáo buộc Kiev pháo kích vào Donetsk, khu vực Nga sát nhập năm 2022, khiến 27 người không qua khỏi. Lực lượng Ukraine không nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào Donetsk, khu vực Nga sát nhập vào năm 2022, hôm 21 tháng 1, và cho rằng chính Nga phải chịu trách nhiệm về con số tổn thất về người. bỏ phiếu ở New Hampshire, quyết định chiến thắng bầu cử sơ bộ của ông Trump. Cuộc bỏ phiếu sơ bộ của Đảng Cộng hòa Mỹ tại bang New Hampshire được cho là rất quan trọng đối với nỗ lực tái tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump cũng như đối thủ cùng đảng của ông. Việc thống đốc bang Florida Ron DeSantis ngày 21 tháng 1 bất ngờ thông báo chấm dứt chiến dịch vận động tranh cử vào Nhà trắng đã khiến cuộc đua giành chiếc vé đại diện Đảng Cộng hòa đấu chung kết với Tổng thống Joe Biden của Đảng Dân Chủ vào tháng 11 năm nay hiện chỉ còn là sự cạnh tranh giữa ông Trump và cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley. Cuộc đối đầu giữa ông Trump và bà Haley trong bầu cử sơ bộ của đảng này ở bang New Hampshire ngày 23 tháng 1 theo giờ địa phương được dự đoán sẽ xích sao hơn kết quả ở bang Iowa tuần trước. Tại cuộc bỏ phiếu mở màn năm bầu cử tại Mỹ hôm 15 tháng 1, cựu Tổng thống đã giành được hơn 51% phiếu ủng hộ, vượt xa các đối thủ tiếp sau là ông DeSantis và bà Haley với lần lượt là 21,2% và 19% phiếu ủng hộ. Dưới đây là nhận định của các chuyên gia về tầm quan trọng của bầu cử sơ bộ ở New Hampshire đối với hai ứng viên Tổng thống còn lại của Đảng Cộng Hòa. Donald Trump Ông Trump đã tổ chức các cuộc meeting thu hút đông người tham gia ở New Hampshire hầu như mỗi ngày trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử sơ bộ. Đây là mật độ rất dày đặc đối với một ứng viên thường hành động thận trọng. Song cựu tổng thống muốn điều đó. Theo Reuters, ông Trump và các trợ lý muốn thuyết phục cử tri, bà Haley, các nhà tài trợ của nữ chính khách này cũng như là giới truyền thông đưa tin về chiến dịch tranh cử rằng cuộc đua đã kết thúc và ông Trump sẽ là người giành được đề cử của đảng ngay cả khi đánh bại bà haley với tỷ số cách biệt đáng kể ở new hampshire ông trump vẫn còn phải trải qua một chặng đường dài để trở thành ứng viên đại diện của đảng cộng hòa song đội ngũ của ông trump nhận thức rõ kết thúc thắng sát nút có thể gửi tín hiệu ngược lại rằng một bộ phận đông đảo cử tri của đảng này vẫn đang tìm kiếm gương mặt khác trong viễn cảnh xấu nhất với cựu tổng thống là ông thua ở New Hampshire, ông có thể mất thêm lợi thế trước đối thủ khi cuộc bầu cử sơ bộ tiếp theo sẽ diễn ra ở bang Nam Carolina, quê hương của bà Haley vào tháng tới. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò dư luận gần đây ám chỉ ông Trump vẫn sẽ là ứng cử viên được yêu thích nhất để đối đầu với ông Biden vào tháng 11. Nikki Haley theo giới quan sát, chiến thắng của bà Haley ở New Hampshire sẽ tương đương với một cơn địa chấn chính trị. Viễn cảnh đó sẽ xóa sạch bầu không khí tất yếu mà ông Trump tạo ra trong nhiều tháng qua, đồng thời tiếp thêm sinh lực cho các lực lượng chống cựu Tổng thống trong Đảng Cộng Hòa. Sau đó, bà Haley có thể tiến đến Nam Carolina như ứng cử viên thay thế khả thi cho ông Trump, cùng với lập luận rằng bà đại diện cho tương lai của Đảng, còn cựu Tổng thống đã là quá khứ cuộc đối đầu khi ấy dự kiến sẽ thu hút đông đảo sự chú ý và kết quả cuối cùng hiện vẫn chưa rõ ràng ngược lại việc bà haley chỉ về đích thứ hai ở new hampshire sẽ không đảm bảo điều tương tự xảy ra đặc biệt một chiến thắng áp đảo nữa của ông trump tại bang thứ hai tiến hành bỏ phiếu sơ bộ sẽ gây tổn hại nặng nề cho bà haley phá vỡ mọi tuyên bố về khả năng cạnh tranh của bà kết quả đó cũng ám chỉ sự ủng hộ dành cho ông trump rất lớn trong đảng đến mức sẽ có rất ít hy vọng làm ông trịch hướng tuy nhiên nữ chính khách này vẫn có thể tranh thủ kêu gọi những cử tri chống trump bỏ phiếu cho bà đặc biệt là khi ông desantis đã rút khỏi cuộc đua ông desantis đã công khai bày tỏ ủng hộ ông trump các cuộc khảo sát cũng cho thấy những người ủng hộ ông desantis nhiều khả năng chuyển sang ủng hộ cựu tổng thống hơn là bà haley song bà haley hiện vẫn có cơ hội thuyết phục những cử tri muốn lật ngược tình thế và đưa ra một thế hệ lãnh đạo mới lên nắm quyền Dư luận đang nín thở chờ xem liệu màn thể hiện mạnh mẽ ở New Hampshire cuối cùng có giúp bà Haley tiếp tục cạnh tranh với ông Trump ở Nam Carolina và sau đó hay không. Nhưng dù thế nào thì bà Haley hiện có ít lý do chính đáng để tiếp tục thua cuộc. Ngày 22 tháng 1, ông Joseph Borrell, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu-EU, đã trình bày quan điểm về tình hình Trung Đông tại cuộc họp thương kỳ của các ngoại trưởng EU. Cuộc họp này tập trung vào cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tại giải Gaza với sự tham gia của Ngoại trưởng từ Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Jordan và Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Ahmed Abaukai. Trong khi đó, Ngoại trưởng Israel, Israel Katz và nhà ngoại giao hàng đầu của chính quyền Palestine Riyad al-Maliki cũng tham dự nhưng không xuất hiện cùng nhau, thể hiện sự căng thẳng và đối đầu trong khuôn khổ cuộc họp này. Tại cuộc họp, ông Borel đã đề xuất EU nên theo đuổi giải pháp hai nhà nước nhằm hướng tới một nền hòa bình và ổn định tại khu vực Trung Đông. Ông nhấn mạnh rằng việc hỗ trợ quá trình đàm phán và đạt được thỏa thuận giữa các bên liên quan là chìa khóa quan trọng để giải quyết cuộc xung đột. Tôi nghĩ chúng ta phải ngừng nói về hòa bình, quá trình hòa bình và bắt đầu nói cụ thể hơn về quá trình giải quyết hai quốc gia, bởi vì hòa bình có thể là nhiều hòa bình khác nhau.

tình hình nhân đạo không thể tồi tệ hơn. Có từ ngữ nào để giải thích tình hình với hàng trăm nghìn người không có gì, không có nơi trú ẩn, không có thức ăn, không có thuốc và dưới bão bom. Mỗi ngày có một số người dân thường bị tử vong với con số ngày càng cao. Nhiều bộ trưởng đã nói rằng có quá nhiều. Chắc chắn câu hỏi là có quá nhiều là bao nhiêu, quá nhiều, điều đó có ý nghĩa là gì, quá nhiều, chắc chắn quá nhiều là 25.000 người và nó sẽ kéo dài đến bao lâu nữa. How many is too many? Too many what does it mean too many? Well, too many is 25,000 people. But how long is it going to continue? Trước cuộc họp vào ngày 21 tháng 1, Liên minh châu Âu đã đưa ra một kế hoạch 10 điểm chi tiết hướng dẫn cho một giải pháp toàn diện và đáng tin cậy đối với cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Kế hoạch này đề cập đến nhiều khía cạnh của vấn đề, từ việc thiết lập một nhà nước Palestine độc lập, bình thường hóa quan hệ giữa Israel và thế giới Ả Rập, đến việc đảm bảo an ninh lâu dài trong khu vực. Đặc biệt, một điểm nổi bật trong lộ trình hòa bình mới của EU là hội nghị hòa bình chủ bị được kỳ vọng có sự tham gia của các bên liên quan quan trọng như EU, Mỹ, Ai Cập, Jordan, Ả Rập Xê Út, Liên đoàn Ả Rập và Liên Hợp Quốc. Trong bối cảnh tình hình căng thẳng ở Trung Đông, ông Borrell đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cần phải đoàn kết và tăng cường nỗ lực để thúc đẩy giải pháp hai nhà nước, Ông nhấn mạnh rằng sự ổn định ở khu vực Trung Đông không chỉ là lợi ích của khu vực này mà còn là của toàn cầu và việc hòa giải cũng như xây dựng hòa bình sẽ đóng góp tích cực vào tương lai của nhân loại. Ông Borrell cũng tin rằng sự đồng lòng trong quá trình hòa giải và xây dựng hòa bình sẽ giúp tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho nhân loại. Thông qua hợp tác quốc tế và nỗ lực chung, cộng đồng quốc tế có thể ngăn chặn những biến động tiêu cực tại Trung Đông và đảm bảo rằng khu vực này trở thành một điểm nổi bật của hòa bình và sự ổn định ông borrell đề xuất rằng việc thúc đẩy sự hiểu biết và hợp nhất giữa các quốc gia có thể đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng một môi trường chính trị tích cực hòa bình và ổn định cho tất cả